Chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc pet tại nhà Study Assistant 9422. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một cái loại thức ăn dành cho mèo có nguồn gốc từ nước ngoài hiện có bán tại thị trường Việt Nam hết các bạn. Thì cái thức ăn này có tên thương mại là Cajun với cái khối lượng tịnh là 400 g. Rồi mình quan sát ở đây là nhà sản xuất cái Dichu này là nhà sản xuất với các bạn những cái thức ăn cho thú cưng. Cái lịch sử hình thành là năm 1962, và bên cái góc này là cái tiêu chuẩn của sản phẩm người ta công bố là tiêu chuẩn HACCP. Rồi chỗ này các bạn thấy là dành cho mèo ở tất cả các độ tuổi luôn ha. Rồi chỗ này cái thành phần bên trong nó là gồm có bạn thấy cá ngừ này ha, cái dưới này là giống như thịt gà vậy đó, là cái nguồn protein từ thịt gà và cá ngừ. Rồi các bạn thấy chỗ này 75% protein có nguồn gốc động vật, nghĩa là trong cái túi thức ăn này nè các bạn, nó sẽ có nhiều thành phần dinh dưỡng, thành phần lớn nhất là carbohydrate và kế tới là cái đạm. Rồi thì trong cái đạm này thì sẽ có một số thực liệu cung cấp đạm, thí dụ như con cá ngừ này nè và ức gà sẽ là cái đạm động vật. Còn một số cái đạm thực vật người ta có thể sử dụng đó là bánh dầu nành, bánh dầu phộng á các bạn. Rồi hàm lượng protein thô là 31%. Rồi người ta để là chín pre thì có thể là không có chín thành phần. Thứ nhất là BHA và cái nữa là BHT. Thì BHA và BHT này á là thì cái BHA này nè các bạn, đó là viết tắt của chữ butylhydroxyanisole. Còn cái BHT này nè là viết tắt của chữ butylhydroxytoluene đó các bạn. Thì đây là những cái chất chống oxy hóa giúp bảo quản sản phẩm. Thì cái chỗ này có thể là người ta nói là sản phẩm của người ta sẽ không có những cái chất này. Rồi giờ mình chuyển qua mặt sau của sản phẩm nhé các bạn. Mặt sau của sản phẩm là chữ Hàn Quốc thì khá nhiều, nhưng mà mình sẽ chọn cái phần chữ tiếng Anh để mình coi nhé các bạn. Thì chỗ này các bạn coi, người ta công bố cái phân tích thành phần dinh dưỡng, cái protein thô, protein tối thiểu là 31%. Cái này là cũng là cái hàm lượng tương đương với một số thức ăn dành cho mèo hết các bạn, như hôm nay mình có giới thiệu đó. Rồi cái béo thô, raw fat là tối thiểu là 11%, sơ thô là 3,5%, tro là 12%. Rồi cái canxi tối thiểu là 0,8%, cái phosphor tối thiểu là 0,5%, độ ẩm trong cái túi này là 10%. Rồi mình quan sát cái bên cái thông tin dinh dưỡng bổ sung, đó là vitamin A nè, vitamin D, E, omega 6, omega 3, lysin. Lysin là axit amin đó bạn. Còn kẽm là khoáng vi lượng. Rồi ở dưới là metabolizable energy, có nghĩa là năng lượng trao đổi trong một kg thức ăn này là 3.230 kcal trên kg thức ăn, nhưng mà cái túi mình là có 400 g hết các bạn. Rồi ngay chỗ cái dòng thành phần này thì nó hơi nhỏ lắm á nghe các bạn. Rồi chỗ này ingredient thành phần là thịt gà, bắp, cá hồi, dầu, dầu mỡ từ gà, chicken oil nè. Rồi cái protein từ thực vật như là bánh dầu nành, bánh dầu phộng á các bạn. Rồi bột hạt cải, rồi nấm men, rồi các loại vitamin A, D, E, K, rồi có thêm các loại khoáng, đó là sắt, iron, sắt, đồng, kẽm, selen. Rồi ở đây các bạn quan sát là cái hướng dẫn cho ăn nè các bạn, ví dụ như em mình từ 1 tới 3 kg thì mình cho ăn 40-90 g trên ngày. Em mình 3-5 kg thì mình cho ăn 90-120 g trên ngày. Em mình 5-7 kg thì mình cho ăn 120-160 g trên ngày. 7-10 kg thì 160-200 g. 10 kg, trên 10 kg thì ăn cho ăn 200 g.
thì ở chỗ cái phần hướng dẫn cho ăn này nè, các bạn nên tuân thủ cái mức, ví dụ em mình 1 tới 3 kg thì mình cho ăn tầm khoảng là 40 tới 90 gram thôi. Em mình 7 tới 10 kg thì mình cho ăn trong khoảng là 160 tới 200 gram thôi, mình không cho ăn nhiều quá. Nhiều khi mình cưng cái mình cho ăn nhiều quá thì em béo phì nào mình không hay với các bạn. Và béo phì thì rất là dễ xảy ra những cái bệnh chuyển hóa với các bạn. Rồi, còn bên này cũng là cái hướng dẫn để thay thế cái thức ăn á các bạn, để giúp cho cái hệ vi sinh đường ruột các em quen với cái thức ăn á các bạn. Thí dụ ngày đầu tiên thì các ngày với ngày thứ hai các bạn thay đổi thức ăn thì các bạn để thức ăn này vào một ít thôi, 1/4 thôi. Rồi bắt đầu ngày thứ ba thì các bạn thay đổi một nửa. Thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu thì các bạn thay đổi 3/4 và ngày thứ bảy thì các bạn hãy thay đổi hoàn toàn để hệ tiêu hóa của các em nó thích ứng với các bạn. Rồi, bây giờ mình cùng quan sát cái thành phần bên trong cái túi thức ăn này các bạn. Ha. Thì là cái dạng viên. Nó kiểu giống như cái hình tam giác ha các bạn, cũng nhỏ nhỏ, cái viên nhỏ nhỏ ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn bấm vào cái playlist trên màn hình để chúng ta cùng nhau có nhiều cái chia sẻ về cái cách chăm sóc sức khỏe cho các em được tốt và hiệu quả hơn hết các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.